Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Thêm bằng chứng Hyubin tái hợp song Hikyo, quan hệ thân thiết mức này và sao dân tình ship Nhật. Cặp đôi song Hikyo Hyubin lại khiến dân tình sôi sục với những nghi vấn hẹn hò mới. Suốt một tháng vừa qua, mạng xã hội Trung Hàn sục sôi trước loạt nghi vấn hẹn hò của cặp đôi song Hikyo và Hyubin. Từng chia tay gần 10 năm về trước, việc cả hai tái hợp được cho là cú lổ của truyền thông châu Á bởi cả hai quá đẹp đôi. Những bằng chứng nghi vấn cặp đôi bí mật hẹn hò trở lại đang trở thành tâm điểm chú ý của báo giới. Trong một diễn biến mới nhất, trang Quy Quy đưa tin netizen xứ Trung đã tìm được một bằng chứng mới cho thấy mối quan hệ của cặp đôi hot một thời đang nóng trở lại. Cụ thể, netizen đã nhận ra trong bức ảnh dự đám cưới một người bạn của Hyubin có sự xuất hiện của quản lý Song Hikyo. Cả hai ngồi cạnh nhau và tỏ ra khá thân thiết. Trang Quy Quy cho biết thêm, người quản lý này đã đồng hành cùng Song Hikyo rất nhiều năm. Mối quan hệ của cả hai giống như người thân trong gia đình. Về phía Hyubin, không khó để nhận ra anh và người quản lý này có mối quan hệ rất tốt. Vòng tròn quan hệ của ba người này khiến cho nghi vấn của cặp đôi Song Hikyo và Hyubin một lần nữa lại được dấy lên trong giới. Trước đó, dân tình cũng đã chỉ ra rằng stylist lâu năm của Hyubin bất ngờ ấn nút follow Song Hikyo. Nữ diễn viên cũng đã nhấn nút theo dõi lại. Trên Instagram, bạn thân của Song Hikyo còn đăng tải bức ảnh chụp chung của hai người. Netizen nhanh chóng soi ra mỹ nhân hậu duệ mặt trời đeo vòng cổ có hai chữ HS được cho là viết tắt họ của hai người. Có thông tin cho biết thêm, Song Hikyo từng xuất hiện tại địa điểm quay quảng cáo của Hyubin. Ảnh nữ diễn viên đăng tải trên Instagram có nhiều điểm trùng hợp với những tấm hình quay quảng cáo rò rỉ của Hyubin. Nghi vấn cặp đôi từng ở bên nhau khiến dân tình đứng ngồi không yên. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.